Bỏ anh vào ba lô, đưa anh ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, chẳng những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ, ở mãi xa tận ngoài bờ. Vứt hết những bao tô, rơi chôn Hà Nội đông rúc rỡ. Bỏ một phiền đằng sau, mình sống như là đèn tối. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trông thế sao. Ôi dồi ôi, trong cái thùng này có cái gì mà nhiều đồ thế nhở? Lại phải unbox à? Không, nhưng mà đây là một cái hộp mà tôi cực kỳ hào hứng để mở ra luôn. Đây là một cái hộp ba lô để đi học nha mọi người. Cái đầu tiên nha. Đây là ảnh trên mạng của em này. Để xem nó có giống hình thật không nhá. Cách tiếp theo, mình có đặt thêm ở trên shop những cái sticker với cả móc treo rất là xinh để treo cặp. Khoang cặp thì khá là rộng luôn mọi người nha. Trong có thêm túi lưới này. Cái thứ ba, đây là một em cặp basic đen trơn nha mọi người. Mọi người có thể treo thêm sticker hoặc là gắn sticker lên, nó cũng rất là xinh luôn. Cái em này mới ra thôi nhưng đã bán được 2.400 cái cặp rồi. Cuối cùng là một em ví. Đây là một cái ví màu ghi. Ở đây có hình cái hoa rất là xinh luôn. Bên trong có khá là nhiều ngăn để đồ. Chỗ này có thể để ảnh này. Tiếp theo là một em ví hồng. Ở đây có cái dây tơ dua hình trái tim. Và em này thì cũng có nhiều chỗ để như em vừa nãy. Chị review ba lô đi học đi chị. Mình đã có một thùng siêu nhiều ba lô đẹp luôn. Cái đầu tiên là một cái cặp bó sữa nha mọi người. Được tặng hai cái card siêu xinh. Đây là trong khoang cặp nha. Cái thứ hai, cặp này có cái màu xanh rất là xinh luôn. Ở đây có cái chữ gì đây? Cái cuối cùng nha. Lồng thêm một vài phụ kiện cho là cặp rất xinh luôn nha mọi người.